Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tép Âm Thanh. Hôm nay Nam Tép xin giới thiệu các bác hai lô mic, số lượng nó cũng không nhiều, có hạn đấy ạ. Mic BBS hai model để giới thiệu tất cả các bác. Thì tình hình là đầu năm nay 2019 thì hàng cũng khá là khan so với mọi năm. Thứ nhất là do pin vẫn cấm hết tháng 3, tức là năm nay không hiểu sao họ cấm pin sát như thế. Tức là cấm trước Tết 3 tháng và sau Tết 3 tháng là mất nửa năm rồi, là không có hàng về, hầu như là anh em audio là than gọi như đuối hàng. Thì bên em cũng không ngoại lệ đâu ạ. Thì hàng này bên em cũng về rất là khó khăn, là nhỏ giọt. Thì hôm nay cũng về được rất ít, là cái mic BBS thì cũng giới thiệu cho tất cả các bác. Thứ nhất là cái lô này trước mặt các bác đây là lô U5000Q. U5000Q này, lô này thì tổng cộng có hơn 10 bộ, 11 bộ thôi các, cũng không có nhiều. Thì toàn bộ đây là cái hàng khá là đẹp, bọn em là vệ sinh sạch sẽ, tuyển chọn và ghép chuẩn hết rồi ạ. Đây, đánh số là thứ tự toàn bộ đấy, những bộ nào nó ra bộ đấy, không có thể lẫn lộn được. Và tiếng đã chuẩn hết rồi, tức là bọn em đã căn chuẩn tiếng cả hai bên, nó đều nhau, không có bên to bên nhỏ, không có méo tiếng, không có bị lỗi gì. Tức là hàng đã đẹp chuẩn để xuất xưởng cho tất cả các bác. Và khi các bác mua thì bên em chỉ việc lấy và đóng hàng gửi cho tất cả các bác, không phải xét, không phải kiểm tra nữa, vì hàng này bọn em đã kiểm tra rất kỹ và đánh số thế này rồi, không có cái trường hợp là mic chưa kiểm tra ở đây để gửi cho tất cả các bác. Thì về đầu thu thì tổng thể như thế này là rất là đẹp. Đầu 5000Q 6 số nhá, đời 6 số. Đời này có cả dốc Canon và 6 ly, dùng nguồn 12V, anten vặt đấy, có cả 6 ly. Dòng mic này là không có tự ngắt các bác nhé, dòng này không có tự ngắt. Không có tự ngắt thì rất là phù hợp đối với rất nhiều các bác mà dùng sự kiện này. Chúng ta hầu như là mic tự ngắt là không dùng được, cho nên mà nếu mà có dùng thì đa số các bác phải tắt cái chế độ tự ngắt đi, vì là các bác nào mà làm sự kiện thì tất nhiên là sẽ hiểu. Tại vì là nhiều khi đang diễn chương trình mà nếu mà MC hoặc là ca sĩ người ta hát mà người ta không lúc lắc cái tay ấy, thì nghiễm nhiên cái cảm biến nó nghĩ rằng là chúng ta đặt xuống bàn, tức là không có chuyển động thì nó sẽ ngắt tiếng. Đôi khi chúng ta phải lắc lại mới có tiếng, cho nên mà hầu như là trong MC là họ không có dùng mic tự ngắt mà dùng mic không tự ngắt. Thì cụ thể thì những cái mic như bên em bán là cái DA Acoustic ấy, nó nằm rơi vào 5-6 triệu, nó là cái mic dòng chuyên nghiệp ca sĩ AH, nó cũng không có tự ngắt, do là dòng mic chuyên mà dùng ở sự kiện. Thì cái dòng này thì thứ nhất là nó có hai cổng Canon và các cổng 6 ly. Thì cho các bác dùng sự kiện cắm lên bàn mixer, lấy hai mic riêng biệt rất là tiện, chúng ta cắm bên nào cũng được, ok. Đó là về đầu thu. Còn về tay mic, tay mic thì wow, khá là đẹp. Cái lô này thì tay mic này bọn em đã tuốt lại rất là đẹp các bác nhá. Bọn em đã sơn lại, nên nói thẳng là thế, chứ còn không phải là để sơn zin. Vì là sơn zin là nhiều khi là nó bán khá là khó, vì nhiều bác rất kỹ tính, bọn em phải sơn lại. Sơn lại thì khá là đẹp, đấy, toàn bộ tay nột nà luôn. Sơn này cạo không ra đâu ạ, các bác yên tâm, sơn này không phải sơn đếu ạ. Và thứ hai, về nút nguồn chúng ta thấy, để em lấy cận cảnh cho bác xem. Không ở bên đâu, bên em bán chỗ nào bán hàng như bên em ạ. Bên em rất kỹ tính, kỹ từ cái nút nguồn các bác nhá, từ cái nút nguồn đến cái kính, là bọn em đảm bảo cho tất cả các bác là hàng bọn em là thay mới, hàng đẹp. Cái nào mà không có cái trường hợp mà cái nào mà bấm nhiều mòn số hoặc là kính bị chảy xước là không có nhá, bọn em là thay. Tức là cái này chi phí khá là cao, vì em phải đặt linh kiện từ nhà máy về để làm cho các bác một cái bộ mic tui bãi, nhưng mà nó phải đẹp, đẹp không được như mới, nhưng phải tầm 80-90%, trên 90%. Thậm chí cả cái đít pin này đấy, chúng ta thấy cái đít pin này bọn em còn thay mới, đa số là các cái hàng cũ của nó cũng bị mất. Thì đây cái chỗ cái con màu vàng này thì bọn em cũng đã thay hàng mới cho tất cả các bác, chúng ta thấy nó đẹp mới tinh. Chỉ có cái dọ mic này thì dọ cũ bọn em sơn lại. Tuy nhiên cái dọ này nếu như các bác nào mà muốn dùng dọ mới thì các bác phụ thêm tiền 150.000 để em trả thay dọ mới bằng inox các bác nhé, dọ bằng inox cho các bác để chúng ta thay vào. Thì là chúng ta bác các bác thêm cho em 150.000, không cần mặc cả đâu ạ. Cái trường hợp này là cũng rất nhiều các bác chia sẻ rằng là các bác cứ bảo em thay dọ mới nhưng tính giá cũ như thế mặc cả, em rất chi là ngại, tại vì là giá bán bên em đã tính cả những cái chi phí trong đó rồi,
cũng không phải là bọn em là tham một bán cao đâu ạ. Cái giá của nó là vì là nếu như những cái dòng mic mà xấu, bọn em các bác cứ để ý trên chợ đi, những cái anh em mà bán mà không có linh kiện thay nó hoặc để pin như thế hoặc thà bán thì giá nó có khả năng là rẻ hơn 100-200 ngàn. Tuy nhiên là như thế thì các bác không thích, em được hiểu được cái ý của người mua, và thậm chí là bản thân em đi mua hàng cũng thế, thà thêm 100-200 ngàn nữa nhưng mà hàng vẫn đẹp thì em vẫn thích hơn là rẻ đi một tí nhưng hàng nó không được đẹp, thì chúng ta dùng nó cũng không sướng. Thà rẻ rẻ hẳn nhưng mà rẻ hơn được 100-200 ngàn nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Cho nên mà tất cả những cái mic này về bọn em đều đặt linh kiện, bọn em làm đẹp hết cho tất cả các bác đấy, đẹp đấy. Ví dụ như cái tay này, cái tay này bọn em đi sơn sơn lại như thế này, là sơn thợ sơn là hết 100 ngàn một bộ đấy, một bộ tay. Cái mặt kính này với cái nút này, cái mặt kính này là rơi vào tầm 30 ngàn, cái nút này tầm 20 ngàn nữa. Cái này là họ tính riêng các bác nhá, cái mặt kính này tính riêng này, và cái nút này tính riêng này, và cái đít này 10 mấy ngàn một cái nữa đấy. Và thậm chí là bên trong này, để em tháo bên trong này, toàn bộ những cái ôm pin, cái lẫy pin là bên em đều làm đẹp hết cho tất cả các bác. Ôi chà, ui chà, không có mắc cái tay coi các bác thông cảm nhé. Đây, để những cái toàn bộ những cái ôm pin, lẫy pin như thế này là bên em đều là thay mới làm đẹp hết cho tất cả các bác. Cái nào mà còn thì bọn em giữ lại, còn cái nào gãy bọn em thay luôn. Không phải, không có khẳng định với các bác là không. Cái hàng bãi đến 90% những cái ôm pin như thế này, cái lẫy pin như thế này nó đều gãy. Chỉ có bên em đảm bảo cho các bác là hàng đồng quan đủ hết, tức là còn mới trên 90%. Không tin các bác cứ đi hỏi tất cả anh em trên chợ đi. Vì bên em phải đặt các bác. Cái máng là pin này là 70 ngàn một cái bác này. Cái cả cái khay này không phải là nó thay mình hai cái này đâu ạ. Hơn tút nó dài lên vậy trên này là phải mua nguyên một cái này về bọn em thay vào. Đấy. Thì bọn em phải tính chi phí vào, cho nên mà cái bộ mic này rơi vào tầm 2, bên em bán ra là 2,5 triệu, là các bác hiểu rằng là bên em phải mua. Và cái hàng này không có hàng fake, không có hàng điếu các bác ạ. Phải đặt bên nhà máy của BBS ạ. Đấy, phải mua bên BBS về thay vào, chứ không phải đấy. Như cái này là về mới này bọn em thay này. Có những cái cũ của nó thì không gãy thì bọn em để lại. Cho nên mà thực sự là bên em bán hàng còn kỹ tính hơn các bác mua nhiều. Đó là các bác hiểu như thế. Vì là bên em còn để ý từ cái này đấy. Vì là thực ra là bên em thực tế bán hàng bên em cũng thấy rồi. Vì thế này, nhiều khi là nói thẳng ra thì các bác lại thế này thế kia, gọi là ai cũng cứ yêu cầu là đang còn đẹp cả, đang còn từ cái ôm pin này á. Nếu như bên em mà bán hàng bảo là bây giờ cái này là nó gãy hết pin rồi thì các bác chẳng ngại mua. Mà nếu như bọn em không nói cho các bác biết đấy, không nói cho các bác biết mà cứ im gửi hàng cho tất cả các bác, khi các bác vì nhận hàng kiểm tra hàng thì cứ thấy cái này gãy, cái không ngừng lại gãy lại trả lại, mà thực ra nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nó có gãy cũng chả ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của mic và pin nó vẫn chắc ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái lượng hàng nó hoàn về rất nhiều, tại vì là bên em bán hàng các bác đã biết rồi là không nhận cọc ạ. Không nhận cọc của các bác cứ đặt hàng là bên em gửi hàng và bác kiểm tra hàng và thanh toán. Thì thực tế rằng là khi mà bọn em để những cái mà nó gãy cái các cái ôm pin như thế này, những cái ôm pin như thế này, cái những cái này thì bọn em đã thay hết rồi nha. Cái nút này bọn em hầu như là thay toàn bộ rồi, không phải nói nữa. Nhưng mà cái ôm pin này vì là nó khá là đắt cho nên mà trước đây bọn em không đặt, sau này bọn em mới thấy nghiên cứu thì bọn em phải đặt. Tại vì là nếu như những cái này bọn em không thay mà bán rẻ hơn 200 ngàn, cái hàng hoàn về rất nhiều, các bác không nhận hàng rất nhiều. Nhưng khi mà em thay cái này em bán cao hơn một chút thì cái lượng hàng hoàn về rất ít, hầu như là các bác không còn lý do gì để từ chối cái bộ mic này cả. Từ về ngoại hình, về chất lượng thì em đã bảo rồi, nhưng về ngoại hình thì thứ nhất là các bác nhìn vào cái tay mic thì các bác đã ưng ý rồi, vì là nó không có những cái lỗi nào quá lớn. Thứ hai nữa là về nó khá là đẹp đấy, nó không về hàng bãi, nó chỉ mức độ như thế này là cố gắng là không thể đẹp hơn được. Chỉ có nếu muốn đẹp hơn thì có lẽ là mua toàn bộ cái tay này mới và cái dọ mới này thôi, chứ còn hàng bãi thì không thể đẹp hơn nữa. Đó là khẳng định của bên em như thế. Cho nên mà bên em đã quyết định là bọn em nhập về, bọn em thay ra làm đẹp hết cho các bác, và bên em sẽ bán cao hơn một chút. Cho nên mà các bác phải hiểu rằng là bên em không, so với thị trường bên em không bán cao hơn, tại vì đây là cái chi phí bọn em bỏ ra khá là lớn ở trong đây để phục vụ tất cả các bác là như thế. Thậm chí là những cái linh kiện này, linh kiện như thế này nếu như mà chỉ có bên em có hàng, em khẳng định luôn ở trên chợ anh em audio từ Bắc chí Nam, nếu như bán hàng mic bãi chỉ bên em mới có. Khi các bác mua từ cái nút thì bên em cũng có, cái kính này cũng có, và từ cả cái ốp lưng này cũng có.
tất tần tật bên em sẽ rất chi là đầy đủ cho tất cả các bác. Đấy, cho nên mà khi mà các bác cần những cái linh kiện về mic thì các bác liên hệ với bên em là bên em luôn luôn đủ, còn các anh em hát khác sẽ không có đâu ạ. Đó là chia sẻ với các bác về cái lô mic này. Thì toàn về côn mic thì để em tháo luôn. Côn thì côn màu trắng, trắng sọc có in chữ BBS ở phía trên đấy. Đây côn này thì dòng côn này là dòng côn cực cao cấp của BBS rồi ạ. Nếu như bác nào mà đã dùng dòng này thì là biết ạ, nó xịn hơn dòng côn trắng cam. Tức là về chất âm thì nếu như bác nào mà tĩnh thì chúng ta có khả năng là phát hiện 19 10 khó, nhưng mà tuy nhiên là cái dòng côn này nhập nó sẽ đắt hơn. Và thực tế rằng là cái dòng côn này mà bán lẻ hiện nay là đang 350.000 một cái các bác nhá, 350.000 một cái, so với cái những dòng côn mà trắng cam thì là 280.000. Dòng côn này là nó sẽ đắt hơn mà đặt trong nhà máy nó cũng khó hơn đấy, nó không phải là có sẵn như những dòng côn kia. Mặc dù đây là cũng đều là những dòng côn xịn, thực ra chúng ta dùng côn này so với côn trắng cam mà đôi khi là chúng ta không khó có cái sự phân biệt, tức là về chất âm. Tuy nhiên dòng côn này thì nó chẳng hiểu sao nó vẫn đắt hơn. Đó là cái chia sẻ bên em về khi mà chúng em nhập những cái linh kiện về phục vụ cho tất cả các bác. Và chốt lại giá bán của nó là 2.500.000 đồng, full phụ kiện bao ship cho tất cả các bác nhé, lô hàng này nhé. Tức là đầy đủ luôn, cầm cả dây 6 ly, nguồn, xịn, anten, chống lăn trên, chống lăn nhá, đầy đủ luôn. Và bao ship đến tận nơi, các bác nhận hàng mới thanh toán. Và tiếp theo lô hàng số 2. Lô hàng số 2 là BBS U4500. U4500 thì dòng này giá cũng là 2.500.000 đồng các bác nhá, 2.500.000 đồng. Và dòng này là nó có cái sạc pin. Đấy, sạc pin như thế này. Cái sạc pin này cũng chia sẻ các bác rằng là các bác về bác test phải biết tầng test mới không có là về báo bên em hư nhá. Để chút này em sẽ làm cái clip hướng dẫn cho chúng ta cách cho chúng ta test cái pin này. Vì là cái dòng này lắp vào thì phải biết đúng chiều của nó, thứ hai nữa là nó phải tiếp xúc được cơ, không phải cứ lắp vào là nhận vào. Vì là bốn cái chân này nó phải tiếp xúc đều với bốn cục pin thì nó mới báo đèn. Nếu như chúng ta thường thường là bên em sạc lắp pin vào đúng chiều, nhưng mà em cứ phải nhận vào thế này, sau đó mà đấy vào em phải gõ cọc cọc thế này này cho nó tiếp xúc tốt thì được hai cái đèn này nó mới nháy. Toàn bộ cái sạc pin thì bên em đã kiểm tra hết rồi. Tuy nhiên là rất nhiều các bác về cứ bảo là sạc pin hư, thực ra rất là lo cho bên em là tại vì là không biết. Rồi tí này em sẽ hướng dẫn cho các bác chúng ta cách sạc cái này nhá. Giá của con này nó cũng là 2.500.000 đồng các bác nhá, cũng là BBS 6 số. Về phía trước phía sau thì nó giống cái con 5000Q không khác gì ạ. Và đây đấy, tình trạng tay mic thì là giống nhau. Cũng một chia sẻ các bác rằng là cái mic này này và cái mic này này nó dùng chung tay chung đầu, tức là cái tay của cái thằng này bắt sang thằng này được, của thằng này bắt sang thằng này được đấy. Cho nên mà bên em thực ra là không có sự phân biệt ở đây. Tức là bên em là thực ra là cái lô này về là làm chung. Khi mà dò sóng thì bên em dò chung, tức là cho nên mà hai cái tay này loại này là giống nhau, từ côn mic tất tụt là giống nhau nhá các bác nhá. Đấy, cho nên các bác không có sự phân biệt về cái chất lượng ở đây. Đấy, hai lô này là giống nhau. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác chúng ta cách chúng ta sạc pin ở đây. Đây, và chúng ta cách chúng ta sạc pin thì đây, thứ nhất là về chúng ta sẽ để ý trên đây nó sẽ có các cái dấu ký hiệu cộng trừ này. Đấy, trên đây này, đây cộng trừ thì cái đầu cộng, tức là chúng ta quay cái đầu lồi ra ngoài và trừ là đầu đĩa lõm này đấy. Chúng ta sẽ lắp y như thế này, và sau khi lắp xong là chúng ta sẽ đậy cái nắp này lại. Đấy, 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 chúng ta thấy không, nó đấy, lắp vô nhưng mà nó chỉ một nhánh một bên thôi, bên này chưa được này. Đấy, nhiều khi là phải lắp ra lắp vào mới được ấy. Để em sẽ làm cho các bác, cho nên các bác phải để ý nhá. Đấy, đấy, lắp vào mấy đường bên đúng không, gõ này, nhiều khi phải gõ như thế này nó mới tiếp xúc được cả hai bên đấy. Chúng ta sẽ thấy bên này nó không bị hư đâu ạ. Đây là tại vì cái pin này nó rất chi là khó tiếp xúc ở trong cái chỗ này. Đấy, chúng ta đấy, lắp bên này nhận luôn đấy, đấy đấy, nhận chắc của nó với nháy này, chúng ta thấy không, mặc dù là nó không có bị lỗi gì cả. Đấy, nhiều khi là chúng ta sẽ lắp vào đấy. Và cái này các bác phải lựa, tức là chúng ta phải nhiều khi là phải xoay nó tiếp xúc được cả hai cục pin, bốn cục pin thì nó mới nháy được cả cái đèn này. Này nó có một tay không nhấn được cái này, này
Đấy. Đấy, nhấn mạnh vào thì nó mới kêu cái sáng cái đèn này. Đấy, chúng ta phải nhấn mạnh vào. Đấy, cho nên mà các bác khi sạc pin các bác lưu ý cái chỗ này cho em cái nhá, không có là bị hư đâu nhá. Đấy, cho nên chúng ta cứ nhận này, nó cái đèn nó mới sáng. Đấy, đấy em nhận nó mới sáng này, mặc dù là cái này không bị hư cái gì cả. Đây, bây giờ em đã tháo này thì các cái này nó đều nảy hết này. Đấy, nó vẫn nảy hết, tuy nhiên là nó cái lỗ chỗ này và tôi tiếp xúc ở đây nhiều khi là chúng ta nhận vào nó không tiếp xúc được ấy. Cho nên mà nó chúng ta cứ phải nhận nó lừa lựa cái chiều nó mới đúng vào được. Đấy, em nhận vào bên này ăn này, bên này chị ăn này. Đấy, nhận mạnh bên này vào này. Đấy. Rồi, thế này cũng chia sẻ các bác là như thế, lúc khi mà đại loại nó là như thế. Rồi chúng ta có kiểm tra cái sạc pin thì chúng ta cũng biết được, chúng ta kiểm tra. Vâng, em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.